Tiếp theo, Mint Mobile sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu loa Bluetooth nhỏ gọn dùng để đi phượt hoặc là đi tập thể dục, mình có thể đem theo để nghe. Đó là model S1006 của CRDC, thuộc thương hiệu OK. Đây là cái hộp, cũng là chất liệu hộp tái chế thôi, đơn giản. Giờ mình sẽ khui nó ra. Đây là dòng nhân vật chính. Và thử phía trong này nó còn cái gì nữa. Đây là cáp micro USB. Ngoài là ông cây có tặng cho mình cái dây. Mình nghĩ là lát nữa mình sẽ dùng để đeo cái loa. Một cái dây 3.5 bằng nhựa, nói chung là cũng bình thường. Bỏ nó qua đi một bên, mình sẽ mở tiếp cái nhân vật chính của chúng ta. Thì loa này có công suất là 5W, chuẩn IP65, chống bụi chống nước, dung lượng pin là 1000. Các bạn có thể nghe nhạc liên tục được khoảng 4 tiếng. Đây. Rất là hầm hố. Đây cũng như các phiên bản đàn anh thì S106 nó cũng có một cái lỗ để gắn tripod để mình gắn lên xe hoặc là một chân đế nào đó. Ở đây thì cái cổng sạc nó rất là khó mở tại vì nó chống nước. Các bạn sẽ thấy ở đây là có một cái cổng sạc micro USB và một cái jack 3.5. Gắn nó lại này, phía trước rất là hầm hố, phía sau. Phía trên thì nó có nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng và nút nhận cuộc thoại. Đây. Yeah. Cái này hãy biết gắn như thế nào. Hãy gắn rồi. Rồi mà. Đây. Sau khi mình xỏ qua là nó sẽ như vậy. Đây có một ốc nhỏ, vàng vẹn vô. Rất là tiện khi các bạn đi du lịch hoặc là đi dã ngoại, mình có thể móc cái này vào ba lô để vừa đi vừa nghe, rất là chắc chắn. Đây là bài trên tay. Mình sẽ có phần đánh giá chi tiết vào một cái bài sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.